Hai Phương Sáu, quay toàn bị loe lắm. Không dùng cái tô nhá, bộ phát cho tao dùng quá. Một phát thứ hai này không có gió, gió hư hư thôi. Phát thứ ba, ba phát nha, ba phát là hạ hai lon nha, cự ly 140 m nha. Cự ly 140 m. Hai phát, ba phát đi hai lon nha. Phát đầu tiên dùng á. Rồi. Em mới giáp nha. Canh thì canh tàu thôi, em chơi canh tàu thôi. Canh Việt Nam kéo thôi.